Lời chào mọi người quay trở lại với kênh của Khám Phá nhé. Mình là Dịp từ Ninh Hòa về và qua đây rồi gặp được một con xe đồ rất là khủng khiếp luôn nha mọi người. Và mình sẽ quay con xe đồ khổng lồ đây cho mọi người cùng trải nghiệm nhé. Đây, xe đồ khá chỉ là khổng lồ luôn nhé. Đây, xe đồ khá chỉ là khổng lồ luôn, có cả bựng luôn nha mọi người. Và xe thì đồ vị rất là cao và rất là khỏe luôn nha. Xe đây thì bò cho mọi người chở trên 15 tấn là không hề việc gì luôn nha mọi người. Đây, ôi sắp xì quá là khủng luôn. Đây, mỗi nhìn cái sắp xì nữa là mình đã thấy sợ rồi nha. Còn nói đến mình chở nữa là rất chỉ là khủng luôn nha mọi người. Đó, xe đây là nhíp thì rất là khỏe luôn. Đây, một cặp cầu khá chỉ là lớn luôn nhá. Mà cặp cầu đây là mình gặp là lần đầu tiên nhá. Mọi người cho ý kiến với cái cầu này nha mọi người, để cho mình được hiểu biết thêm nhá. Đây, sắp xe hai lớp luôn nhá. Sắp xe rất chỉ là khỏe luôn. Đó, sắp xe rất chỉ là khỏe và rất chỉ là lớn thẳng tưng luôn. Đây, xe xài thắng hơi luôn nha mọi người. Xe rất chi là đẹp luôn. Đó. Ở phía đây là cái nắp lắp của xe nhá, khá chỉ là lớn luôn. Đây, xe thùng độ kiểu rất là dày luôn nhá, san rất là dày luôn. Đây, mọi người cùng xem một tận nghiệm nhá, trải nghiệm nhá. Xe rất chi là dày luôn. Đây, sắp xì xe đây. Ôi trời, sắp xì rất là đẹp luôn, rất là phù hợp cho anh em mình đi bo đồ cao mọi thứ nha mọi người. Đây, số bụng đây nữa, rất chi là khủng luôn. Ca đăng đây thì cũng xài ca đăng của bò ma nha mọi người, rất chi là lớn luôn. Hơi bình hơi thì được đồ rất chi là gọn gàng ở bên trong sắp xì nhá. Đây, chuyển qua nhông lai nha mọi người. Xe cầu trước là cầu Y Pha L60 nhá, còn cầu sau là mình chưa hề biết đến cái cầu sau nha mọi người. Đây, hộp số đây nha. Hộp số rất chi là lớn luôn. Xe đây thì độ khỏe của nó thì rất là ok rồi nha. Cũng xài hộp số Hyundai nhá. Xài hộp số Hyundai. Đây, hộp số Hyundai luôn nha mọi người. Hộp số Hyundai, hộp số lớn luôn nha. Có cả hai số mạnh luôn nha mọi người ơi. Xe thì rất chi là khỏe luôn. Đó, vẫn còn nguyên đồ của con xe đây nha. Đây, bảo vệ máy cả bô lăng này rất chi là đẹp và rất chi là êm, vừa tay luôn nha. Đây, máy đây. Đó, tên máy này nha, khá chi là lớn luôn. Máy đây thì rất là lớn nha mọi người. Đây là bơm hơi nha. Đây, còn đây là về bót trợ lực. Máy thì rất chi là lớn luôn. Và mình sẽ cho mọi người cùng xem. Đây là về bên thùng xe nha. Thùng xe thì rất chi là lớn khủng luôn. Đó. Đây, xe thì rất chi là lớn khủng luôn nha. Giờ mình sẽ đi xích qua đằng trước đây cho mọi người cùng xem nha. Nguyên con xe đây nhá. Cặp cầu của con xe đây là L60 nha mọi người. Máy rất chỉ là lớn và được tháo rời bộ tời nha mọi người. Đây, cốc tời đây nhá. Giờ xe đang được tháo rời tời. Xe rất chỉ là khỏe luôn. Đó, máy rất chỉ là lớn luôn. Đây, máy 6 máy thôi nhá, nhưng mà máy rất chỉ là lớn. Máy đi vô nha mọi người. Đây, thắng hơi đằng trước nha, khá chi là lớn luôn.
Đó, cái đang rất là lớn luôn nha. Đây, về bộ phận phần bên dưới của con xe nhé. Đó, xe rất là khủng khiếp luôn. Xe này có thể nói là xe khổng lồ luôn nha mọi người. Nít thì rất là khỏe luôn, đảm bảo cho anh em bo hàng không hề là yếu nhít nhá. Đây, quay trở lại về phía bên đây nhá. Xe sắp xì là còn được đắp một lớp bên ngoài đây để mà hàn khóa thùng đây nha. Đây, bên bác tài đây là đóng là rất là gọn gàng luôn, không muốn là dính dáng tới gì với sắt xi nhá, chỉ bọc lớp ngoài bên ngoài để cho mình khóa thùng lên bên ngoài cho nó không hư sắt xi nhá. Và với lại đặt chữ A ở chỗ bên lớp bên ngoài đây nhá. Đây, xe rất chi là khủng. Khủng rồi, đây, khủng quá khủng rồi. Đó, xe đây nhá, cặp cầu quá chỉ là khủng rồi. Nhít thì rất chỉ là dày luôn. Đây, mọi người cùng tham khảo nhá. Nhít rất là dày luôn. Và đây là mình sẽ lướt lên và cho mọi người cùng xem một vòng cận cảnh của con xe nhá. Đây, con xe đây nhá, được đóng là bừng đằng sau tất cả nha mọi người. Rất chỉ là đẹp. Giờ mình sẽ đi qua phía trước để cho mọi người cùng xem toàn cảnh của con xe nhé. Đây là toàn cảnh của con xe. Đó. Và giờ clip của mình là sẽ kết thúc tại đây nhé. Nếu mọi người xem clip mình hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video của mình để được xem nhiều hơn, và để khi mình quay lên và mọi người cũng sẽ được xem và được chia sẻ cho bạn bè, mọi người cũng được xem. Giờ clip của mình là kết thúc đây nhé. Gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.